hương vị rất là ít mỡ, xứng đáng được 100 điểm. Tại sao 10 người thưởng thức thì 10 người đều khen ngon với đặc sản đệ nhất heo tộc Quái Lúa Chặt Nét? Đầu tiên, bạn nghe qua ống thanh thật thì chặt từng miếng thịt heo tại nhà khách nè, giòn rụm luôn, cực kỳ đã tay. Nói về chất lượng thì nhà hàng luôn đảm bảo, bởi đây là giống heo tộc được thả rông ở miền núi, phần thịt vô cùng săn chắc lại ít mỡ và được ướp rất đậm vị. Dù qua chế biến nhưng vẫn giữ được độ ngọt thơm tự nhiên, đặc trưng của giống heo tộc ngon. Và để mà nói điều ấn tượng nhất tại quán ngon, được hàng triệu khách hàng khen ngợi, chính là hình thức giao món độc lạ nhất Sài Gòn này, chỉ duy nhất và độc quyền tại quán ngon. Heo tộc được vận chuyển và bảo quản bằng lưu đất, bên trong lưu sẽ có lót ít than hồng giữ nhiệt, nên lúc nào cũng nóng hổi, thơm phừng phức. Vì vậy mà dù có giao xa hay giao gần, thì khách hàng vẫn luôn thưởng thức heo trong tình trạng nóng giòn. Thêm vào đó, đầu bếp chuyên nghiệp sẽ đích thân giao món đến và trình bày tận mắt cho bạn. Từng công đoạn sẽ được thực hiện chỉnh chu và hoàn hảo nhất. Vì vậy mà rất nhiều khách hàng đã thưởng thức và chấm điểm tuyệt đối cho đặc sản đệ nhất heo tộc Quái Lúa Chặt Nét và thấy rất xứng đáng với số tiền mình đã bỏ ra.